Hey ya, chào cả nhà, lại là mình Isa đây. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với Spare Room. Và lần này là bài viết List Romantic, Yêu hay không yêu nói một lời, của tác giả Aegis, cũng là một cô bé cộng tác viên khá là đáng yêu đến từ Spare Room. Chắc hẳn không ít thì nhiều bạn cũng đã từng lướt qua những cái meme về việc một ai đó thích một người, nhưng mà cho đến khi mà được thích lại thì lại quay sang chán ghét. Có người thì đồng cảm, nhưng mà có người thì cũng cười cợt, nhưng mà phần nhiều thì không ai cho rằng đây là việc bình thường cả. Kiểu vậy sau này sẽ bị nghiệp quật thôi. Yêu thì yêu, không yêu thì chẳng rét bố về. Đó hẳn là những lời mà bạn sẽ nhận được trong những trường hợp như vậy. Việc ăn crush ngay sau khi mà crush thích lại mình không phải là một điều dễ dàng chấp nhận, đặc biệt là khi chúng ta đã được dạy rằng trong tình yêu, chung thủy gần như là yếu tố quan trọng nhất. Nhưng mà rốt cuộc tình yêu nó là cái gì? Điều này có thể giải thích phần nào có định nghĩa về xu hướng tính dục, sexual orientation. Theo Hiệp hội Tâm lý học Hoa Kỳ, APA, xu hướng tính dục là sự hấp dẫn có tính bền vững về tình cảm hoặc tình dục hướng tới những người khác, bao gồm bị hấp dẫn bởi một người khác giới là dị tính, bị hấp dẫn bởi người cùng giới là đồng tính, bị hấp dẫn bởi cả hai giới là song tính, bị hấp dẫn bởi bất kỳ giới nào là toàn tính, còn nếu mà không bị hấp dẫn bởi bất kỳ giới nào thì là vô tính. Dù vậy, với một số người thì định nghĩa xu hướng tính dục miêu tả được đầy đủ tính dục của họ. Chẳng hạn, bạn có cảm xúc, tình cảm nhưng mà không có ý muốn quan hệ tình dục với bất kỳ người nào. Hay là bạn có xu hướng tình dục với một người, nhưng mà không có tình cảm với người đấy. Vậy nên, xu hướng tình cảm, romantic orientation, đã được sử dụng thay thế và song song với xu hướng tính dục, chỉ ra việc bạn có khuynh hướng yêu, mong muốn thân mật và gắn bó với một kiểu người nhất định. Hiểu được điều này thì bạn sẽ có một cái nhìn cởi mở hơn về quan niệm tình yêu. Trong xu hướng tình cảm, có một khái niệm được gọi là aromantic, chỉ những người không có cảm giác lãng mạn với bất kỳ người nào. Vùng aromantic spectrum hay là aromantic umbrella là từ dành chung cho những nhóm xu hướng tình cảm không cảm thấy hoặc là thấy rất ít những thu hút lãng mạn. Điểm chung của những người thuộc vùng này là họ không cảm nhận về tình yêu theo quy chuẩn chung của xã hội. Lưu ý, việc một người thuộc vùng aromantic không có nghĩa là họ không thể yêu thương hay là kết nối với những người khác, mà họ không tìm kiếm hay là không thể có một mối quan hệ lãng mạn nào. Vùng aromantic bao gồm các xu hướng tình cảm như là aromantic không có tình cảm với bất kỳ ai hay là grey romantic. Rất ít khi hoặc không thể chắc chắn việc mình có tình cảm, cảm xúc. Và nổi bật trong số đấy, và cũng là một khái niệm mà mình muốn đề cập sâu hơn trong bài viết này, là list romantic. Chỉ việc bạn có tình cảm với một người khác nhưng mà lại không muốn đáp lại, những người thuộc nhóm này sẽ cảm thấy không thoải mái hoặc là đánh mất cảm giác yêu thích khi người khác thích lại mình, và vì vậy không tìm kiếm được mối quan hệ tình cảm lâu dài. Thuật ngữ list romantic được một người dùng Tumblr sáng tạo theo từ lithos trong tiếng Hy Lạp, nghĩa là stone, hòn đá. Vì là một từ xuất xứ từ Internet nên hiển nhiên định nghĩa này cũng vấp phải nhiều phản đối. Đến thời điểm hiện tại thì không có nhiều nghiên cứu khoa học về xu hướng tình cảm, và những list romantic thường được chỉ trích là có vấn đề về tâm lý, dẫn đến việc không dám chấp nhận, ghê sợ tình cảm của người khác, đều có thể ngầm ẩn những tổn thương từ thổ thơ ấu khiến cho người ấy không có niềm tin vào bản thân. Sự mất niềm tin ấy còn dễ bị cường điệu hóa khi tất cả phim ảnh, sách báo đều dạy chúng ta rằng tình yêu là mục tiêu sống của mỗi người. Tình yêu là một điều tự nhiên nhất, tuyệt đẹp và không dễ dàng thay đổi. Bởi vậy, những người có xu hướng tình cảm khác biệt, như trường hợp của List Romantic, dễ dàng chán ghét chính mình, tự chỉ trích bản thân với câu hỏi mình có bình thường hay không. Chỉ cần dạo quanh Reddit, Tumblr hay là các trang mạng xã hội, các bạn có thể nhận thấy những câu hỏi trên xuất hiện rất nhiều và thường xuyên với cộng đồng này, như là hình meme này. Dù vậy thì có một điều chắc chắn rằng khi mà bạn có cả một cộng đồng chia sẻ cùng một câu chuyện
thì câu trả lời rằng tất cả những người đấy có vấn đề về tâm lý thực sự không thỏa đáng. Nếu như chính bản thân cảm thấy có gì đó không đúng, mà chỉ vì những sức ép, định kiến từ xã hội lại khiến bạn tự chối bỏ chính mình, thì vấn đề ở đây không phải là ở bạn, mà là ở những niềm tin của xã hội. Như mình đã chỉ ra ở đầu bài, mỗi người có xu hướng tình dục hay xu hướng tình cảm riêng. Điều đó đồng nghĩa với việc một người có thể yêu người cùng giới hay khác giới, có thể yêu một người nhưng không có mong muốn quan hệ tình dục với người đấy, hay chỉ muốn quan hệ tình dục chứ không có cảm xúc lãng mạn, tình yêu, vì vậy cũng không thể chỉ giới hạn cho một mối quan hệ một một hay là tình cảm nam nữ đơn thuần. Tất nhiên, nếu bạn tự nhận mình là một least romantic nhưng mà vẫn mong muốn có một mối quan hệ lâu dài, thì dưới đây là một vài cách các bạn có thể thử. Thứ nhất, nói với người mà bạn đang thích tại thời điểm hiện tại rằng bạn là một least romantic. Hỏi người đấy là có thể chấp nhận được mối quan hệ như vậy hay không. Thứ hai là tìm kiếm những người giống bạn, cùng là least romantic hay là ở trong vùng aromantic. Hay đơn giản là ngừng việc so sánh mình với người khác, tự nhắc nhở bản thân rằng bạn sẽ chán ghét những hành động tình cảm của người khác dành cho mình như thế nào. Sau cùng, hãy nhớ rằng, cũng như sự ra đời của các nghiên cứu xu hướng tính dục và xu hướng tình cảm, thuật ngữ least romantic ra đời để giúp cho mỗi người có thể học cách chấp nhận và yêu quý bản thân mình, bởi suy cho cùng, chẳng có định nghĩa nào là đúng nhất về tình yêu cả. Hy vọng các bạn sẽ thích video lần này và đừng quên like, share, subscribe ủng hộ cho chúng mình. Và nếu các bạn thích những nội dung như trên thì hãy đăng nhập vào spreadroom.com. Mình là Isa, xin chào và hẹn gặp lại.